Tại Quảng Nam đang diễn ra Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022. Tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5, Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022 có gần 100 gian hàng cùng sự tham gia của hơn 60 nghệ nhân, thợ giỏi đến từ nhiều tỉnh thành, đại diện các vùng miền trong cả nước như Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp đây là dịp tìm kiếm thúc đẩy các sản phẩm nghề truyền thống sản phẩm khởi nghiệp sản phẩm ô cốp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trở thành hàng hóa mở rộng thị trường tiêu thụ